tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Những lá thư thời Covid-19 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh fanpage, YouTube và TikTok của báo Sức khỏe và Đời sống. Quý vị thân mến, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh phía Nam. Hàng chục nghìn bác sĩ, thầy thuốc, nhân viên y tế đã lên đường, bước chân vào cuộc chiến. Tất cả họ đều mang trong tim tinh thần vì miền Nam ruột thịt. Trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, nơi cuộc chiến diễn ra căng thẳng nhất, có lẽ chính là tại các trung tâm hồi sức tích cực, tuyến cuối cùng và cao nhất điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng. Tại đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Từng giây từng phút đều quý giá vô cùng. Các bác sĩ không chỉ chiến đấu với dịch bệnh mà còn chiến đấu với cả tử thần để có thể cứu sống bệnh nhân. Để quý vị có thể hiểu thêm sự khốc liệt của cuộc chiến trong phòng bệnh, trong chương trình hôm nay, báo Sức khỏe và Đời sống xin gửi đến quý vị khán thính giả bài viết Giữa làn danh sinh tử như được sinh ra thêm lần nữa do phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống đang trực tiếp có mặt tại trung tâm hồi sức tích cực Covid-19, bệnh viện Bạch Mai tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về. Tiếng chuông từ phòng cấp cứu vang lên, điều dưỡng theo dõi khu hồi sức 2 phát thông báo có ca bệnh chuyển nặng. Các thông số như lời thúc giục, ông T thừa cân, bệnh nền nhiều, khó thở, huyết áp lẫn oxy tụt, tất cả chỉ số sinh tồn đang xấu đi. Bác sĩ Lân sau những ngày dài căng mình làm việc vẫn lao nhanh đến. Giữa hàng loạt máy móc hiện đại, 6 y bác sĩ, mỗi người một việc, níu giữ sự sống. Nhiều giờ trôi qua trong âu lo, khát vọng, thấp thỏm, mỗi khoảnh khắc gay cấn nhất, các chiến sĩ áo trắng lại thầm nghĩ, dốc hết tâm sức vì người bệnh. Bên ngoài, trời dần kéo ánh sáng vào đêm, nhưng con số trên máy thở chuyển động báo hiệu sự hồi phục tích cực. Cũng vừa lúc, những đôi tay người mặc áo blue cũng giã rời. Ekip giải lao trong chớp nhoáng rồi lại bắt đầu hối hả đến với các ca bệnh chuyển nặng khác. Các điều dưỡng tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Từ đờm lòng, nước tiểu của bệnh nhân được ân cần lau dọn tươm tất. Vừa bấm máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn của người bệnh, điều dưỡng Huệ vừa nhiều lần nhíu mắt lại cho mồ hôi tản ra. Huệ tâm tình. Từng loại thuốc, giờ tiêm thuốc, trạng thái bệnh nhân cần tiêm được mỗi điều dưỡng thuộc lòng. Vào đây, hầu hết mọi người bệnh đều rất nặng. Nhân viên trực ở các buồng bệnh phải tập trung cao độ. Có dấu hiệu chuyển biến xấu là tức tốc báo ngay đến lãnh đạo và các bác sĩ đầu ngành, phải tranh thủ đến từng giây. Như mọi đêm khác, sau giấc ngủ ngắn đầy trăn trở, tảng sáng 27 tháng 8, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Chi vội vã đến tận các giường người bệnh đang lâm vào cảnh ngặt nghèo để cùng các học trò đồng nghiệp của mình hội ý triển khai thần tốc các biện pháp đưa các ca bệnh khỏi lưỡi hái tử thần. Từ giường này đến giường khác, phòng này sang phòng nọ, bước chân như quên mỏi. Phó giáo sư Chi dặn, làm việc công suất gấp nhiều lần bình thường vì căn bệnh này chuyển biến nguy kịch rất nhanh. Từng ý, từng lời của thầy Chi được y bác sĩ lĩnh hội trọn vẹn. Dùng những ngày thanh xuân túc trực, chăm sóc, theo dõi tận tình từng cử động của bệnh nhân Covid-19, điều dưỡng Thắm cũng như các chiến sĩ áo trắng trẻ khác thổ lộ. Trong những bộ đồ bảo hộ dòng mồ hôi cứ túa ra ướt đẫm, cực nhọc buồn thương là khi người bệnh kéo dài trong hôn mê, hạnh phúc là khi thấy họ cai được máy thở, nhịp sống, nhịp buồn vui của người bệnh như song hành cùng các thầy thuốc. Lăn lộn qua nhiều ngày dài để mọi ý nghĩ ước vọng tốt đẹp nhất của mình dành cho người bệnh, điều dưỡng trưởng khu hồi sức tích cực 1 Nguyễn Mạnh Trung thổ lộ trong vội vã. Sự mất mát của mỗi thân phận đều như kim châm vào tim gan người thầy thuốc, xót xa lắm. Vậy nên chúng tôi không cho phép mình lơ đễnh dù có nhọc nhằn áp lực. Ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ không còn chỗ trong tâm trí của những người thầy thuốc ở phòng điều trị bệnh nhân nặng. Xế trưa 27 tháng 8, sau khi cùng các bác sĩ hội ý giúp lồng ngực, lá phổi của các ca bệnh tốt hơn lên, điều dưỡng trưởng Nguyễn Mạnh Trung lại hối hả đi thăm hỏi, động viên người đã có thể cất được tiếng nói. Sẻ chia những lời từ đáy sâu gan ruột của mình, điều dưỡng Trung thổ lộ. Trung tâm hồi sức tích cực này là tuyến điều trị cao nhất,
khoảng cách trượt về phía cửa tử mong manh vô cùng, nên cố gắng hết sức để lo cho người bệnh. Lúc nguy kịch thì cấp cứu, giúp thở oxy điều trị, lúc chuyển nhẹ thì lo từ cái ăn, cái uống và cả những động viên chân tình nhất để khơi dậy ngọn lửa chiến thắng dịch bệnh. Nhận thông báo thêm một người chuyển nhẹ từ đồng nghiệp, ánh mắt điều dưỡng Trung bừng lên hạnh phúc. Anh bảo rằng đó là tâm trạng của mọi người ở nơi ánh sáng không bao giờ tắt, tiếng máy thở liên hồi hoạt động này. Đó cũng là món quà vô giá, thôi thúc y bác sĩ vượt lên, chinh phục mọi gian khổ. Nỗi nhớ nhà và bao hạnh phúc riêng phải gác sang một bên, bác sĩ Tân và nhiều nhân viên khác ở khu hồi sức 2 tập trung cao độ cho việc ghi nhớ các thông số của loạt máy móc điều trị cho người bệnh. Cả những căn dặn từ các chuyên gia hàng đầu về hô hấp. Ở nơi này, không được phép chần chừ, cũng không được phân tâm. Suốt ca trực, ba nhịn là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn đi vệ sinh. Nhưng bù lại, có những liều thuốc tinh thần xua tan mệt mỏi. Đó là mỗi khi có cánh tay người bệnh từ tê liệt đến cử động. Là những gương mặt tím tái hốc hác, thở máy trong khó nhọc, giờ có thể vươn vai. Nhiều y bác sĩ đã bộc bạch như thế. Bệnh nhân TM từ ngày vào cấp cứu đã phải chụp máy thở, cho đến khi tự nói, tự ăn được. Cuộc đời ông như chuyển sang một trang mới. Nhiều ngày để thoát nguy kịch, những xi lanh thuốc liên tục được bơm vào. Có những khuya, khi bên ngoài mọi người chìm vào giấc ngủ, thì quanh giường bệnh nhân M vẫn đông đảo thầy thuốc phải vận động đôi tay và khối óc liên tục để phục hồi lá phổi và nhiều cơ quan hô hấp của ông đã như tàu lá trong ngày nắng hạn. Cất lời sau bao ngày bất tỉnh, ông M rưng rưng. Trái tim này, lá phổi này và sự sống này được hồi sinh như một kỳ tích neo bền mãi đến hết cuộc đời ông. Giống như bệnh nhân M, giữa trưa 27 tháng 8, thấy tôi vào phòng, ông Trần VH, miệng đang gắn ống thở oxy, vẫn ngồi dậy được, giơ tay khỏe khoắn thả tim. Nhìn sang các bệnh nhân khác vừa nhập viện, đang nằm bất động, nước mắt ông H cứ trào ra. Ông quả quyết, không có y bác sĩ ngày đêm cứu chữa thì tôi và nhiều bà con khác đã về với tổ tiên rồi. Hành trình trở về sự sống này không thể nào mà diễn tả thành lời cho hết được đâu. Trong số nhiều bệnh nhân vượt cửa tử một cách ngoạn mục thì ấn tượng sâu sắc cũng là dấu mốc ấn tượng với y bác sĩ nơi đây là cô gái nặng 130kg dần hồi sinh. Bác sĩ Ngô Đức Hùng chia sẻ, cô gái ấy mới 24 tuổi bị tổn thương phổi quá nặng nề nghiêm trọng, phổi lại phải gánh khối lượng cơ thể khủng như vậy nên mọi người nói với nhau rằng có thể không thể nào mà qua được đâu. Nhưng sự nỗ lực của bệnh nhân cộng với y bác sĩ xuyên ngày đêm cứu chữa, đồng thời trấn an tâm lý, động viên kịp thời, nên trong vòng khoảng 10 ngày, phổi dần tốt lên, bỏ được máy thở. Đến nay, mỗi lần đi qua, bạn ấy giơ tay vẫy chào nhân viên y tế. Đó vừa là động lực, vừa là món quà vô giá đối với chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài viết Giữa làn danh sinh tử như được sinh ra thêm lần nữa do phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống đang trực tiếp có mặt tại Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận. Bên trong những phòng bệnh, nơi có các chiến binh áo trắng đang ngày đêm căng mình chiến đấu để giành giật sự sống cho người bệnh. Bên cạnh những căng thẳng, mệt mỏi, vất vả, thậm chí là mất mát, vẫn có những ánh sáng hy vọng được thắp lên. Đó là phút giây được ngồi dậy, mấp máy môi, cất tiếng nói sau bao ngày mê man với những bệnh nhân là niềm hạnh phúc không gì đo đếm được. Ngày thở khí trời, được trực tiếp đặt đôi chân trên mặt đất là giấc mơ có thật, đang dần hiện hữu. Xin gửi lời tri ân và cảm ơn đến các y bác sĩ đã và đang ngày đêm quên mình vì sự sống và sức khỏe của nhân dân. Và chương trình Những lá thư thời Covid-19 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, lắng nghe trong những phút vừa qua. Quý vị và các bạn cũng đừng quên gửi những lá thư, những lời tâm sự về cho chương trình qua địa chỉ email bạn đọc@sứckhoedoisong.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc. Xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa cuộc đời, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa